信念沿路带领，从迷雾里找光明，步入最黑暗路程，人都没有身影，寻遍现场没见证，全凭直觉做反应，专心细意去聆听梦像眼睛。凡人用双眼如何望见，心眼无从受骗，真相困于光源背面，害怕一串挂念成为弱点，才伸手去剪，围城内失神仍能遇见，感觉原来未变，还有另外苦也是甜，别怕有些眼泪模糊视线，情怀原是当天尘埃未掩。Chức chủ tịch hiệp hội đại lục sư kỳ này, tôi nhất định phải giành được. Tôi không ngờ ông lại dùng thủ đoạn như vậy. Lập Quách Nhất Phàm hứa với sư phụ, nói nếu sư phụ đắc cử chức chủ tịch, giới kinh doanh sẽ ủng hộ sư phụ hết mình, mở một học viện luật pháp. Từ trước tới giờ, người đáng để tôi kết bạn không nhiều. Tới ngày hôm nay, tôi cảm thấy cô nên suy nghĩ cho kỹ. Thật ra cô nên đứng về phía của tôi hay đứng về phía sư phụ của cô đi. Tôi thực sự không cảm thấy thế gian này không trắng thì đen. Tôi và cổ không còn là bạn nữa. Tim của má em bị người ta ăn cắp rồi. Có người để đơn lên tòa kiện bệnh viện này, họ nghi ngờ sức khỏe của cô, có cần phải cấy ghép tim gấp hay không? Tôi sẽ sắp xếp một buổi họp báo cho cô. Mẫn Mẫn à, Mẫn Mẫn, em có thể ký tên cho anh được hay không vậy? Bắt đầu từ ngày đầu tiên anh mê em, anh đã xong tình của em lên trên đây rồi, em gọi đi được. Em làm ơn đi, có thể giúp anh ký tên lên gia bên này được hay không vậy? Thật ra Giang Thân Hiệp muốn làm gì vậy? Mê em lắm. Có bao nhiêu người mê em, mê đến nỗi xong tên của em lên trên người họ kia chứ, có phải vậy không? Em đừng có phụ lòng anh mà, anh sẽ đau lòng lắm đó. Ký cho anh đi mà, có được không? Cảm ơn em, cảm ơn. Tôi muốn ký nữa. Nè, quay qua đây. Nè, không nhìn thấy. Quay qua đây. Đúng rồi, quay qua đi, tôi thấy không rõ. Tôi có muốn ký thôi. Tôi không muốn nữa. Quay qua đây. Cảm ơn. Xin lỗi nha, là vì mọi người phỏng vấn rồi. Tôi sẽ không tắm đâu. Luật sư Giang, buổi họp báo chưa kết thúc mà sao đi gấp dữ vậy chứ? Sao không đáng lại thêm một chút nữa? Đã lấy được chữ ký rồi, đừng ở lại cản trở nữa. Ông không cần tiếp tục dạy Diêu Mẫn trả lời phóng viên nữa sao? Cổ trên đó có một mình thôi, ông yên tâm hả? Cô Diêu là khách hàng của chúng tôi, phiền anh đừng làm phiền cổ nữa. Thật là không ngờ, Hồng Kông có 1445 đại luật sư, trái lại tôi lại gặp cậu. Nhưng vụ án này tôi đã giao cho Eva rồi. Nếu như cậu là đối thủ của chúng tôi, coi bộ tôi phải đích thân tham gia. Được thôi, đích thân tham gia đỡ hơn là quân sư điều khiển. Tới lúc đó gặp gì? Cũng được, quyết định như vậy đi. Nè, 3 năm trước Diêu Mẫn đã làm phẫu thuật bắt cầu rồi, có thể chứng minh được cổ thực sự bị nhồi máu cơ tim. Nhưng mà tính tới bây giờ, thật ra cổ có nghiêm trọng đến phải làm phẫu thuật thay tim hay không thì phải điều tra thêm mới biết. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, nếu người gặp vấn đề về tim mạch, tuần hoàn máu của họ sẽ rất kém, nhất là một phần ngón tay là rõ ràng nhất. Nhưng mà lúc nãy khi cổ ký tên cho tôi, tay của cổ vẫn rất ổn định, rất có lực. Nhưng đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, không phải là chứng cứ hữu hiệu gì. Có nghĩa là bước tiếp theo, chúng ta phải tìm được chứng cứ bệnh tình của Diêu Mẫn nhẹ hơn Mã Như Ngọc. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được chứng cứ thì có thể ngăn cản được Diêu Mẫn chen ngang, lấy lại quả tim vốn dĩ ghép cho má của Nhóc Thâm. Giang Thân Hiệp, tôi muốn nói chuyện riêng với anh vài câu. Thầy Giảng, Thomas đã tới. Ngồi đi. Cảm ơn sư phụ. Có tin tức gì không? Chiều nay Phạm Thế Dương đã tới Hiệp hội Đại luật sư, quyết định rút tham gia chức chủ tịch Hiệp hội lần này. Anh đã rút khỏi bầu cử Hiệp hội Đại luật sư. Đội ngũ của tôi đã bị ông phá tới nát hết, nhưng không lý nào chúng ta lại bỏ cuộc. Ông càng làm nhiều động tác giả thì càng chứng tỏ lần này ứng cử là ông có âm mưu khác. Thật ra tôi không sợ bất cứ ai giành với tôi, tôi chỉ cảm thấy Phạm Thế Sương đó chưa có đủ tư cách thôi. Bây giờ chỉ có một người có thể giành với ông, người đó là anh. Chỉ cần anh chịu ứng cử, tôi đồng ý làm phó cho anh. Chúng ta lập tức tìm những cộng tác khác tổ chức một đội ngũ mới đối đầu với ông. Anh cũng thấy chướng mắt rồi, dáng Thiệu Hoàng ngang ngược vô cùng, không lý nào chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn ông bước lên chức chủ tịch.
mà lại không có đối thủ nào. Xin lỗi luật sư Phạm, tôi nghĩ tôi thật sự không thể giúp. Bên trong tòa án coi như tôi cũng còn chút tài mọn, còn ở bên ngoài tòa án tôi không khác gì một người bình thường cả. Nhưng mà anh là một người có thể đứng trong tòa án ngang tài ngang sức với Giản Thiệu Hoàng. Tức là trò chơi ứng cử này tôi thật sự đấu không lại Giản Thiệu Hoàng. Nhưng mà tôi có thể hứa với anh một điều, nếu như anh tiếp tục ứng cử, lá phiếu của tôi nhất định sẽ bầu trên. Nếu như anh cũng không chịu bước ra đối đầu với ổng, chắc chắn Giản Thiệu Hoàng sẽ thắng. Lá phiếu của anh có bầu cho tôi hay không cũng không có gì khác biệt. Má ơi, má ăn cam trước đi. Ăn xong trái cam này sẽ khỏe lại nhanh lắm đó. Nhóc thầm ngoan, má biết con ngoan lắm. Bác sĩ Kha, giới thiệu với hai người, đây là luật sư Thiệu, Thiệu Mỹ Na. Xin chào bà Mã, bà gọi tôi là Eva được rồi. Tôi là luật sư đại diện của bệnh viện, muốn nói vài câu với bà. Còn gì để nói chứ? Bệnh viện đã đưa ra một thỏa thuận hòa giải rất hào phóng, muốn bà từ bỏ, khởi tố bệnh viện. Ồ, thì ra cô là người xấu. Nhọc thầm. Ồ, má mệt lắm. Dạ. Bà Mã, hay là bà thử nghe xong rồi mới đi cũng chưa muộn. Bà Mã à, nếu bà chịu từ bỏ khởi tố thì bệnh viện sẽ phụ trách toàn bộ chi phí y tế sau này của bà. Đương nhiên là họ cũng tiếp tục tích cực tìm quả tim thích hợp, còn chuẩn bị một phần tiền hòa giải cho bà và nhóc thăm, số tiền là 5 triệu. Tôi không cần cái gì hết á, tôi chỉ cần các người trả lại quả tim cho má của tôi thôi à. Bà Mã, tại sao phải tốn thời gian kiện cáo chứ? Tôi biết bệnh viện đã mời một luật sư rất có cân lượng. Nếu như vụ này tiếp tục tranh luận thì phần thắng của bà sẽ rất thấp. Nè Thiệu Mỹ Na, má của nhóc thăm là khách hàng của chúng tôi, cô làm ơn đừng có làm phiền người ta nữa. Phải đó, vụ này chuẩn bị xét xử rồi. Nếu như cô tới gặp tôi thì không sao, cô tới gặp họ như vậy hình như không đúng quy định cho lắm. Bà Mã à, bà hãy suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Nếu như bà thua vụ kiện này, chẳng những bà mất quả tim đó, những chuyện lúc nãy tôi nói với bà cũng không có. Bà không nghĩ cho bản thân bà, cũng nên nghĩ cho con của bà. Tôi đi trước. Má của nhóc thăm mà, bây giờ đương nhiên chuyện gì họ cũng hứa với bà hết, kêu bà bỏ cuộc rồi. Chúng ta đang kiện tụng với bệnh viện mà. Bà phải tin tưởng hiệp sĩ Mù, anh nhất định có thể giúp bà vượt qua ải này đó. Tiếp tục duy trì tuần hoàn tim phổi, đợi sau khi có kết quả vụ án này mới chuẩn bị rút ống, phẫu thuật tim, chuẩn bị cấy ghép. Khoảng thời gian này anh phải theo sát một chút. Yên tâm đi, tôi biết phải làm gì rồi. Ừ. Tôi ra ngoài làm việc trước nha. Sao hả? Nói chuyện với má con hỏi sao rồi? Má Như Ngọc không chịu hòa giải. Ba thật sự không ngờ, Bombay đã hiếm lắm rồi, không ngờ lại có hai bệnh nhân thích hợp đợi làm phẫu thuật cấy ghép. Nếu như nhóm máu này hiếm có tới như vậy, nếu Dư Mẫn lấy quả tim này, vậy thì cơ hội tiếp theo của bà Mã sẽ rất mong manh. Tính luôn thời gian bệnh nhân có thể dùng để chờ đợi, bà có thể nói cơ hội này chỉ bằng không. Thật ra bệnh tình của Dư Mẫn có đúng là chuyển biến nhanh vậy không? Cô thật sự cần quả tim này hơn bà Mã sao? Ủy ban cấy ghép nội tạng có cơ chế đánh giá, chúng ta nhìn số liệu, nhìn bệnh tình, nhìn báo cáo. Mỗi lần hội họp đều cùng một báo cáo, đó là Diêu Mẫn cần quả tim này hơn Mã Như Ngọc. Không lẽ luôn cả con cũng cảm thấy ba dám dùng danh dự của bệnh nhân, của bệnh viện, của ủy ban ra đùa giỡn à? Con xin lỗi ba, ý của con không phải vậy. Ok, từ nay con theo sát một chút, đừng để người của báo chí tùy tiện vô bệnh viện gặp Mã Như Ngọc hỏi tới hỏi luôn. Ba không muốn phóng viên vì chuyện này tùy tiện viết bài nói chúng ta ăn hiếp má con họ. Con biết phải làm gì? À phải Lâm Lâm à, nè, sắp tới chúng ta sẽ sáp nhập với một tập đoàn xuyên quốc gia, cần có luật sư để hỗ trợ. Ừ. Thù lao là 8 con số. Con thử về hỏi sư phụ của con có thể từ chối vụ án ở trong tay để nhận công việc này hay không. Ba, hay là ba trực tiếp nói với con, ba muốn sư phụ rút khỏi vụ án dành tim này để Dư Mẫn của ba có thể yên tâm làm phẫu thuật đi. Con biết rất rõ tính cách của sư phụ, anh tuyệt đối không rút lui đâu. Con có thể quan tâm cảm xúc của ba một chút được không? Ba thật sự không muốn con của ba và bạn gái của ba đối đầu nhau ở tòa án. Là bạn gái ngang hông của ba chen ngang trong danh sách chờ trước thôi. Nếu không, nhóc thâm cũng không cần nhờ tụi con cãi vụ này. Thứ tự trước sau trong danh sách chờ đó là do ủy ban dựa theo tình hình thực tế của bệnh nhân để đưa ra quyết định.
Hôm đó trong buổi họp báo con nhìn thấy Diêu Mẫn, tuy cổ không trang điểm nhưng nét mặt còn tỉnh táo hơn cả con nữa. Ba, con là con của ba mà, ba có thể làm gì, lý nào con không biết chứ. Có phải ba ra tay làm ảnh hưởng đến quyết định của ủy ban không, đúng không? Ba không nói chuyện này với con. Ông có biết ca phẫu thuật cây ghép tim của Diêu Mẫn phải tạm hoãn không? Có người nghi ngờ Diêu Mẫn có thể được ưu tiên phẫu thuật trước là do ông nhúng tay vào, có phải không? Có tin đồn nói ông và Diêu Mẫn đang quen nhau, có phải thật không? Các vị à, tin đồn không thể coi như thật được đâu. Bộ phim mà Diêu Mẫn đang đóng là do tôi đầu tư đó. Đương nhiên tôi phải quan tâm tình trạng sức khỏe của cổ rồi. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh, tôi tuyệt đối không dùng thủ đoạn phi pháp để giúp cho cổ. Bà Mã, bà phải nhớ, bà có nghe tôi nói không? Lát nữa bà gặp luật sư của bệnh viện là trình tự trước khi ra tòa. Bà cứ giao hết mọi chuyện cho hiệp sĩ Mù đi. Bà phải tin ảnh, ảnh nhất định có thể giúp bà lấy lại quả tim vốn dĩ thuộc về bà. Bà Mã à, hương hướng của một vụ kiện tụng có thể có nhiều biến cố. Có phải bà có suy nghĩ gì khác hay không? Luật sư Văn, tôi không muốn giành nữa. Tôi muốn chấp nhận thỏa thuận hòa giải của bệnh viện. Là họ lén lút gặp bà đúng không? Bà có thể nói với chúng tôi mà. Má ơi, sao má không lấy quả tim đó chứ? Chỉ cần má không kiện nữa thì họ sẽ chữa bệnh miễn phí cho má, lại có thể tìm tim khác cho má. Còn cho má 5 triệu. 5 triệu hả? 5 triệu thì có thể mua được gì chứ, đâu có mua được mạng của bà. Bệnh tình của bà cùng lắm chỉ có thể trụ được nửa năm. Trong khoảng thời gian ngắn thì họ làm sao mà tìm được một quả tim có nhóm máu bơm bay cho bà được chứ. Má ơi, con không cần 5 triệu đó đâu, con chỉ cần má khỏi bệnh thôi. Đừng khuyên nữa, má muốn hòa giải. Đừng mà má. Văn Thân Hiệp, anh nói gì đi, anh là luật sư đại diện của bà ta mà. Ừ. Sư phụ à, anh đỡ lời đi. Bà Mã à, tôi muốn bà suy nghĩ kỹ hơn nữa. Có đúng là bà sẽ chấp nhận thỏa thuận hòa giải của đối phương hay không? Phải. Tôi hiểu, vậy thì cứ theo ý của bà. Lát nữa chúng tôi sẽ đi chấp nhận thỏa thuận hòa giải của đối phương. Tại sao? Khó khăn lắm mới tìm được quả tim đó bà. Đừng mà ơi. Hai người biết bà Mã muốn có gì hay sao? Bà, hai người có thể cảm thấy tôi không có nhân tính, nhưng mà tôi cảm thấy lựa chọn này của bà ta chưa chắc sai hoàn toàn. Nếu bên Nguyên Đơn đồng ý rút lại khởi tố thì bệnh viện sẽ tiếp tục phụ trách chi phí y tế của bà Mã, và cũng tiếp tục đối chiếu quả tim thích hợp để làm phẫu thuật cấy ghép, đồng thời đưa thêm 5 triệu. Bà Mã, lúc nãy tôi đã nói với bà rồi, nhất định đừng chấp nhận thỏa thuận này. Nếu bà chấp nhận thì sinh mạng là vô giá, bao nhiêu triệu cũng không đáng. Do nhóm máu của bà Mã thuộc về nhóm Bombay và cũng là nhóm máu vô cùng hiếm, cho nên rất khó tìm được quả tim thích hợp, không loại trừ phải ra nước ngoài để điều trị. Chính vì vậy mà tôi hy vọng nâng mức tiền lên 8 triệu. Ok, chúng tôi sẽ mau chóng chuẩn bị tờ thỏa thuận cho bà ký. Ngoài ra cũng vì vấn đề nhóm máu của bà Mã, tôi hy vọng bệnh viện có thể khởi động nhiều hoạt động tuyên truyền nhiều hơn, thu hút thêm nhiều người tới để xét nghiệm máu, tham gia kế hoạch hiến tặng nội tạng, cung cấp cơ hội nhận được quả tim cho bà Mã. Chúng tôi có thể... Bạn đôi, nè, bây giờ phương án duy nhất là bên Nguyên Đơn phải hủy bỏ khởi tố vô điều kiện. Nếu không được, hẹn gặp tại tòa. Cũng được, gặp nhau tại tòa. Tự nhiên ngồi đi. Rõ ràng có thể hòa giải, tại sao không hòa chứ? Nhất định phải đưa nhau ra tòa. Bây giờ ông đang lấy danh dự của tôi và bệnh viện ra đùa giỡn đó. Chính vì tôi vì danh dự của ông và bệnh viện của ông, dù kiện này không thể hòa giải, nhất định phải tiếp tục. Bây giờ người trực tiếp bị ảnh hưởng không phải là ông, là tôi. Cả ông và ông Quách đã bị giới báo chí trói chặt với nhau rồi. Chuyện giành quả tim này đã công khai hết rồi đó. Có người lợi dụng chuyện này tấn công ông Quách, nói ông đã lấy tiền của ông Quách, cho nên đã ưu tiên cho Diêu Mẫn thay tim trước. Nếu là như vậy, hòa giải là cách tốt nhất rồi. Nếu dùng 8 triệu để hòa giải, có nghĩa là cho báo chí một viên đạn để tấn công ông thôi. Đưa nhau ra tòa, có phải sẽ không có vấn đề mà ông vừa nêu hay không? Tôi và ông Quách ý kiến giống nhau đó.
Vụ kiện này không thể giảng hòa, nhất định phải đường đường chính chính tranh tụng, cãi thắng một cách triệt để. Như vậy mới có thể giữ được uy tín của ông và bệnh viện của ông. Cô không thể đi lung tung được. Luật sư Thiệu nói ngày nào cô chưa ra tòa, cô đều không được đi lung tung. Vậy thì có khác gì giam giữ tôi chứ. Tiếp tục như vậy tôi chưa bệnh chết cũng đã buồn chết rồi. Tôi nhất định phải ra ngoài hít thở một lát. Điện thoại đã, nhanh lắm. Ủa? Xin lỗi nha, tôi quét nhà xong sẽ đi ngay. Anh là ai? Anh vô đây làm gì? Mẫn à, thật ra tôi là fan trung thành của cô đó. Từ bộ phim đầu tiên của cô tới giờ, tôi đã mê cô lắm rồi. Bộ phim đầu tiên của cô tên là Cô Gái Đến Từ Sao Quả. Fan sao? Phải. Tôi không thể kiềm chế được bản thân mình. Tôi biết tôi xông vào đây là không đúng, nhưng tôi muốn nói cho cô biết, khi tôi biết tim cô có vấn đề, cô có biết là tôi lo lắm không? Tôi đau lòng lắm. Thực ra ngày nào tôi cũng sẽ cứ cản tôi nói chuyện với Mẫn Mẫn vậy chứ. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ nếu có thể tôi muốn trao trái tim của tôi cho cô. Thực ra tim của tôi cũng rất đẹp nữa. Hắn nghĩa là bị tá. Cô vừa rồi làm việc kiểu gì vậy? Người lúc nãy không biết có phải là fan thật hay không, hay là phóng viên thừa cơ mò vào đây. Hai người làm ơn từ nay cẩn thận một chút đi. Giờ biết cô Diêu. Trời, mọi người nhìn đi, chuỗi người chỉ tới lanh lảnh như vậy, tiếp của cổ không thể nào có chuyện được. Luật sư Thiệu, cô tới đúng lúc lắm. Ngày nào cũng nằm ở đây tôi sắp chịu hết nổi rồi. Luật sư Giảng có nói tôi phải nằm tới chừng nào mới được đi không? Lần trước chúng tôi giải thích với cô rồi, chúng tôi muốn mang ấn tượng của báo chí và người dân định hình trong buổi họp báo. Họ càng nhớ nét mặt bình tĩnh không còn giọt máu của cô thì càng có lợi cho vụ án này. Chứng kiến quảng cáo của mình bị người ta rút hết, càng lúc tôi càng không muốn giành quả tim đó. Dù sao bản thân tôi... Cô Diêu à, vừa rồi bảo vệ đã bắt người đàn ông lúc nãy giao cho cảnh sát rồi. Lúc nãy có người vô đây sao? Người đàn ông đó mặt mày khó ưa, nói là fan của tôi. Cô rời khỏi căn phòng được bao lâu? Mấy phút thôi mà. Không không không, Eva tìm được camera của mình rồi. Dọn đồ. Chúng ta đổi phòng, điều kiện này không còn là chuyện của một mình cô nữa. Tóm lại, trước khi cô ra tòa, cô đừng nên tùy tiện ra ngoài. Tức là bây giờ muốn điều tra thật ra Dương Mẫn có bị bệnh hay không, nghiêm trọng cỡ nào cũng không điều tra được nữa. Tôi dám chắc người đàn bà này giả bộ bệnh, đâu có ai bệnh mà tỉnh táo như cổ, chữa người chữa tới sứ miệng như vậy. Lúc nãy trợ lý của Diêu Mẫn nói bảo vệ giao người đàn ông đó cho cảnh sát, tức là cô đã thất bại. Điều tra chút chuyện cũng không điều tra được, mặc cho ảnh ngồi chơi trong sở cảnh sát đi. Mời Nam, ở đây. Cảm ơn. Thoa, em mau thản ra đi. Anh ở trong này nhớ lại rất nhiều chuyện. Anh có nhớ anh lợi dụng em lần thứ mấy rồi không? Nói về lần thứ mấy? Em là nhân viên công chức, có quy định rõ ràng. Nếu ngày nào đó em bị đuổi, có phải nuôi em không? Cũng được, anh nuôi em. Lần trước vụ của anh và chị Điên em còn chưa tính với anh đó. Đoạn phim đó em đã nhìn thấy mà. Thực tế anh và cổ không có làm gì hết. Ngoan đi, có phải em tới tả anh không? Trong này khổ sở quá à. Lần này đúng là anh may mắn đó. Em đã cho người quản lý của cổ coi hình lần trước anh tới dự buổi bắt tay của cổ, họ mới chịu tin anh là fan thật thôi. Nè, anh là fan của cổ thật mà. Em nói sự thật thôi, em không hề nói dối. Được rồi, tóm lại họ không kiện anh nữa, anh có thể đi rồi. Anh biết anh cứ sai em làm việc, nhưng mà anh hứa với em, anh nhất định không làm em bị mất việc đâu.
Sao hả Hiệp Simon? Có tìm được manh mối gì từ camera đó không? Lúc nãy Eva biết có người vô căn phòng đó, cho nên lập tức xin được chuyển phòng, cho nên không điều tra được. Không phải chứ, làm tôi phải trầy da tróc giải mới năn nỉ được em Thoa thả tôi ra đó. Eva rất cẩn thận, nếu không kế hoạch của chúng ta cũng đã thành công từ lâu lắm rồi. Anh đã vì vụ án này bấm đèn suốt cả đêm vậy sao? Đâu có, tôi đang suy nghĩ quan hệ giữa tôi và Eva thôi. Anh và Eva có quan hệ gì? Tôi và Eva tình một đêm. Đúng ra chúng tôi đã đồng ý giữ mối quan hệ bạn bè, nhưng hình như là cổ muốn tiến thêm một bước nữa. Xảy rồi nào? Vào trưa nay. Anh đã cứu đội lớp người đó. Anh nghe tôi nói đã. Tôi chỉ gạt anh mà thôi. Tôi không tin. Nè. Chiều nay sau khi anh cài được camera, Eva lập tức vô phòng bệnh đó để mà thăm Diêu Mẫn. Tôi và chị Điên luôn túc trực ở trong văn phòng luật sư. Tôi gặp Eva ở đâu kia chứ? Hả? Vậy tại sao lại nói vậy chứ? Tôi đang làm một cuộc thí nghiệm. Lúc nãy anh nghe được ba chữ tình một đêm này, anh lập tức điên tiết lên rồi. Anh hoàn toàn không dùng tư duy bình thường để mà phân tích những gì lúc nãy tôi nói thật ra là đúng hay là sai, có đúng không? Nè, San Diego này nổi tiếng là tính nóng nảy đó. Đâu có tôi làm gì còn nhiều chỗ trống, có thể phân tích nhiều chuyện mới được chứ. Anh vừa nghe được ba chữ tình một đêm này liền ảnh hưởng đến khả năng phán đoán bình thường của anh rồi. Có nghĩa là Diêu Mẫn cũng sẽ vì căn bệnh ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của cổ mà. Nè khoan đã, hình như anh có chút đạo lý muốn nói cho tôi nghe thì phải. Có phải 3 năm trước cô đã từng làm một ca phẫu thuật tim bắt cầu không? Phải, tôi nghĩ cô cần thay tim thật. Nè là đại phẫu đó, không để thích ngộ nghĩnh à. Có nghĩa là bệnh tình của cổ chẳng qua không nặng bằng bà Mã. Quả tim cũng thuộc nhóm máu Bombay lại quan trọng tới như vậy, cho nên cô mới giả mạo bệnh án, nói quá bệnh tình của cổ thôi. Có nghĩa là bệnh án của cổ chính là giả. Vậy thì trong 3 năm nay chắc chắn cô đã làm những chuyện không phù hợp với bệnh tình của cổ rồi. Tôi hiểu rồi, tôi lập tức điều tra ngay. Khoan đã, ngày mai anh phải ra tòa rồi. Nè tôi không biết có kịp không đó. Theo cách cũ anh điều tra của anh, tôi ra tòa kéo dài thời gian của tôi. Quyết định vậy đi. Nè không phải, ngày mai đối thủ của anh là Giảng Thiệu Hoàng mà, anh có kéo được không? Đúng ra tôi cũng đang lo, nhưng mà với biểu hiện lúc nãy của anh tôi đã nghĩ được một cách rồi. Là cách gì? Tình một đêm với Eva. Tình một đêm với Eva. Đi tiện. Chính là như vậy. Sư phụ, vừa mới nhận được tin Phạm Thế Sương lại đệ đơn tham gia ứng cử Hiệp hội Đại luật sư. Danh sách lần này hơi khác biệt. Phạm Thế Sương ứng cử chức phó chủ tịch. Vậy còn chủ tịch? Giang Thư Hiệp. Là anh. Là viện trưởng Kha đích thân tạm dừng ca mổ của tôi. Vậy viện trưởng Kha có giải thích với bà lý do tạm dừng ca mổ là gì hay không? Ông nói có một bệnh nhân nghiêm trọng hơn tôi cần quả tim này. Họ cũng có một quỹ ban sắp xếp giao quả tim đó cho bệnh nhân bị nặng hơn tôi làm trước. Đây là báo cáo y tế của thân chủ tôi. Trong đó nêu rất rõ ràng, tim của thân chủ tôi vô cùng nghiêm trọng. Nếu trong vòng nửa năm mà không tiến hành phẫu thuật thay quả tim, tỷ lệ sinh tồn của bà ta bằng không. Thưa quý tòa, bà Mã, tôi muốn hỏi thăm bà qua việc viện trưởng Kha giải thích với bà về lý do tạm dừng ca mổ này. Có nói chuyện khác với bà hay không? Tôi không nhớ nữa. Hôm đó viện trưởng Kha và hai thành viên của quỹ ban đã nói với bà, quy định cấy ghép nội tạng ở Hồng Kông là cứu người bị nặng trước. Đối với cách nói của viện trưởng Kha, bà có ấn tượng gì không? Có, nhưng có mà... Có là được rồi. Nè, sau khi họ thông qua bàn bạc đã quyết định để cô Diêu có bệnh tình nặng hơn bà xếp trước để làm phẫu thuật. Lúc đó bà đã nói gì? Tôi không nhớ nữa. Bà đã gật đầu, sau đó nói một chữ được. Bà còn nhớ không? Tôi nhớ. Bất thình lình bà nhận được tin tức của bệnh viện, quên hết các chi tiết cũng bình thường thôi. Nhưng lúc đó bà nói một chữ được, tức là chứng tỏ bà chấp nhận sự sắp xếp của bệnh viện. Nhưng bây giờ bà lại đề nghị truy tố bệnh viện. Làm vậy đối với viện trưởng Kha, với bệnh viện, thậm chí đối với cô Diêu đều rất là bất công. Phản đối luật sư biện hộ không xem xét thân chủ của tôi là một bệnh nhân lâu ngày. Hơn nữa bà ta chưa có trình độ giáo dục tiểu học. Bất thình lình thân chủ của tôi hoàn toàn không biết rõ, nên đối mặt với vấn đề y tế phức tạp như vậy chỉ khép nép nói được một câu. Nhưng bên biện hộ đã diễn giải nó thành thân chủ của tôi hoàn toàn hiểu rõ và đồng ý chấp nhận. Nhưng bên ngoài bệnh viện rất chuyên nghiệp, thực tế quyết định vô lý. Luật sư Văn, bà Mã là người trưởng thành mà, bà ta cần phải có trách nhiệm với những gì mình đã nói. Hàng năm có hơn 100 vụ lừa đảo người già,
Nếu giống như lúc nãy luật sư Giảng đã nói, vậy thì những tập đoàn lừa đảo gạt người già đó sẽ không cần chịu bất cứ trách nhiệm luật pháp gì hết. Không lẽ quyết định mà bệnh viện cố ép lên thân chủ của tôi không thể là một trò lừa gạt hay sao? Luật sư Giảng, tòa án là nơi nói lý lẽ, nói logic. Bây giờ chưa xử chưa tuyên mà cậu đừng gây ngộ nhận cho bồi thẩm đoàn hết lần này tới lần khác có cáo buộc thất thiệt đối với bệnh viện. Thưa quý tòa, tôi rút lại hai chữ trò lừa này. Nhưng mà tôi cần phải lặp lại, thân chủ của tôi là một bệnh nhân có trình độ giáo dục không cao. Giữa bệnh nhân và y tế, bệnh viện là bên nắm giữ tài nguyên và thông tin của bệnh nhân. Tôi không quan tâm viện trưởng Kha đại diện cho trung tâm quyền lực của bệnh viện có ý thức tới điều này hay không. Nhưng tôi muốn mọi người nhớ rõ, thân chủ của tôi trong thời gian điều trị, tài nguyên và thông tin đã bị bóc lột không bình đẳng nghiêm trọng. Luật sư Giảng, tôi biết ông sắp ứng cử chức chủ tịch Hiệp hội Đại luật sư, nhưng thấy ông coi thường quyền lợi của một người bệnh như là thân chủ của tôi. Nói thật nha, đối với tình hình của ông, tôi thật sự thấy hơi lo đó. Luật sư Giảng, tôi muốn nhờ cậu xem xét lại phản đối mà cậu đưa ra hợp lý hay không hợp lý. Còn nữa, bây giờ thời gian chất vấn của tôi, cậu mượn cớ phát biểu sẽ cản trở tôi chất vấn. Tôi chỉ phản đối đối với lời nói mang tính gây ngộ nhận của ông mà thôi. Ngươi phải xem xét lòng mới đúng. Cậu không phải lần đầu tiên ra tòa. Luật sư hai bên khóc miệng. Mời hai người lên đây. Hai người không phải lần đầu tranh tụng. Đừng cãi nhau in ỏi ở nơi tòa án trang nghiêm này. Nếu không, tôi sẽ tới Hiệp hội Đại luật sư kiện hai người nhiễu loạn trật tự tòa án. Luật sư Văn, tôi biết lâu nay lên tiếng cho người yếu thế, nhưng cách phát ngôn của anh làm ơn đừng càng lúc càng xa. Tôi hiểu thưa ngài thẩm phán. Thầy Giảng, trong tòa án này, thâm niên của ông là cao nhất, nhưng mong ông kiểm soát lại tâm trạng của ông. Vụ án này là tiêu điểm của giới pháp luật, rất nhiều đồng nghiệp theo dõi. Ông cũng không muốn khó coi mà phải không? Bổn tòa tuyên bố tạm hoãn phiên tòa, chiều nay tiếp tục. Nghiêm! Em biết hôm nay thầy buồn bực, hay là phiên xử tiếp theo đem làm cho? Thì ra là như vậy. Tấn công tâm lý, Văn Thân Hiệp này đúng là nhiều quái chiêu. Ý của thầy là anh cố tình chọc tức thầy. Nhưng có lẽ cậu ta cũng biết rõ, cậu ta làm như vậy không thể thắng được vụ kiện. Cậu ta còn bước tiếp theo. Có phải thầy Giảng ở bên đó không? Phải, đang ngồi chung với Eva. Qua bển đi. Lúc nãy cãi chưa đủ hay sao? Chưa. Thầy Giảng giỏi thiệt nha. Thời gian cũng vừa đúng lúc đó. Trước khi ra tòa, cậu tuyên bố bản thân ứng cử chức chủ tịch Hiệp hội Đại luật sư. Mục đích là tấn công tâm lý của tôi, làm ảnh hưởng tới phát huy của tôi. Giỏi lắm. Khổ nỗi thầy Giảng không giận đến ra mặt, nếu không phần thắng của tôi lại được thêm 2 điểm rồi. Nói thật chứ, lúc đó tôi giận dữ lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, tranh tụng mà. Nếu không có thử thách thì có gì vui chứ. Cái cậu dùng là chiêu thức bên ngoài tòa án, đó là do tôi dạy. Để coi lần này cậu làm sao mà thắng tôi. Cái mà tôi muốn thắng không chỉ là vụ kiện này, còn chức chủ tịch Hiệp hội Đại luật sư. Tôi muốn nói cho ông biết, 3 chữ Giảng Thiệu Hoàng này đã không thể đáng được ca ngợi trong giới pháp luật nữa rồi. Thời đại của ông đã qua lâu rồi. Được, tôi sẽ đợi cậu. Cho tôi đi trước. Nè, vô ích thôi. Sư phụ của anh hoàn toàn không bị anh làm ảnh hưởng. Lập tức gọi cho cô. Có bên ảnh điều tra được gì không? Được rồi, đang điều tra, đợi một chút đi. Vừa mới la anh xong, anh lại tiếp tục lợi dụng em. Nói thì nói thử dai, cũng là tới điều tra thôi. Không phải là anh tới thử dai thiệt mà, anh muốn làm diễn viên lâu rồi. Nhưng có điều là hôm nay luôn tiện điều tra thôi, nhất cử lưỡng tiện mà đúng không? Thật ra Diêu Mẫn đã đóng rất nhiều phim điện ảnh ở công ty điện ảnh này. Anh tới đây là muốn coi thử, thật ra có chứng cứ nào có thể chứng minh được bệnh tình của cổ thực tế không nghiêm trọng như vậy, thì quả tim sẽ có thể trả lại cho má của nhóc Thâm, phải không? Ôi chú ơi, sao bó tơ của Minh Nhật Hương lại ở đây vậy? À, anh đã tìm rất lâu cũng không tìm được đó. Nè, anh làm gì vậy? À, khó khăn lắm mới nhìn thấy nét chân thật, đương nhiên phải ngắm thêm một chút rồi. Anh mau dán lên đi. Anh coi xong sẽ dán lên ngay. Bây giờ anh có quyền giữ im lặng. Anh tất đã nói cả sẽ dán những lại gì mà. Anh nói em sẽ dùng anh giấy bút ghi lại trở thành lời khai trình tòa. Ok, coi xong. Diêu Mẫn à, địa điểm của cổ là Ba Lao. Ba Lao đóng tình khúc Mỹ Nhân Ngư.
Palau là một hòn đảo gần Philippines, chỗ đó nổi tiếng nhất chính là. Hai người làm gì ở đây vậy? Chúng tôi tới thử vai. Có đúng là phải khiêu vũ không? Đành chịu thôi, hiệp sĩ mù đang đợi đó. Chúng ta cứ làm giống như lúc trước là được rồi. Hai người đừng nói chuyện nữa, bắt đầu đi. Giao hợp đồng cho họ đi. Dạ được. Thật sao? Cảm ơn lòng tốt của ông. Để tôi suy nghĩ lại cái đã. Anh có ăn điều tra được gì? Ít ra cũng điều tra được. Cho dù chúng ta không làm nghề này cũng có thể làm diễn viên mà, phải không? Ủa Madame Minh Lời, sao cậu lại ở đây? Bây giờ em làm ăn lương thiện rồi, phó đạo diễn thôi. Ủa Madame, cô mặc vậy, cô làm gì vậy? Lớp đào tạo kỳ thứ 25. Hả? Khoan đã, cậu là phó đạo diễn à? Phải. Vậy thì hay lắm. Ngoài cảnh pha lâu của tình khúc mỹ nhân ngư đó, tôi sao chép hết vô cho hai người rồi. Phim này bị dừng lại, không thể ra mắt được. Cảm ơn nhiều. Madame, nể mặt cô tôi mới chịu giúp đỡ thôi. Nếu không nhờ lúc trước cô năn nỉ quan tòa giùm tôi, quan tòa cũng không xử tôi nhẹ vậy. Nè, thật ra cậu chỉ ăn cắp quần lót của bà lão thôi, nhưng lần sau lấy của người trẻ một chút. Biết rồi, vậy tôi quay lại làm việc nha. Dạ cũng được, bye bye. Bye bye. Cậu ta đúng là biết hưởng thụ. Nè, được rồi. Ê, nè. Cậu đừng gây ra án mạng. Chẳng qua tôi không muốn bị người ta tìm được bất cứ thứ gì. Dạ ông chủ. Cảnh sát, ngừng xe. Thôi. Ôm chặt nha. Đi, đi. Có thể mời cô kể lại quá trình chẩn đoán và điều trị không? Lúc đó tôi cảm thấy tức ngực lắm, nên đã đi khám bệnh. Bác sĩ nói tôi có một mạch máu tim bị tắc nghẽn, họ đã làm phẫu thuật bắt cầu cho tôi. Vậy 3 năm qua tình hình thế nào rồi? Cách đây nửa tháng, tôi đang làm việc ở trường quay. Đột nhiên lồng ngực của tôi nhói lắm, đau đến phải lập tức nhập viện. Được rồi cô Diêu, đừng nôn nóng, từ từ mà nói. Lần này bác sĩ chẩn đoán thế nào? Họ nói bị nhồi máu cơ tim, hơn nữa chuyển biến rất nghiêm trọng, cần phải mau chóng làm phẫu thuật cấy ghép tim mới có thể giữ được sinh mạng. Cô Diêu à, cô có thể tiếp tục được nữa không? Anh thấy cổ không? Y như đóng phim vậy đó. Đáng ghét. Dừng xe, tôi kêu dừng xe lại. Bác sĩ trưởng khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện đã đích thân làm kiểm tra trực tiếp cho cô Diêu. Cuối cùng đã phát hiện các cơ tim của cô Diêu bị hoại tử phạm vi rộng. Nếu không làm phẫu thuật thay tim, sinh mạng của cô Diêu chỉ còn lại có 3 tháng. Thật ra bà má và cô Diêu cả hai đều như nhau, sinh mạng của họ đều đang đếm ngược. Dựa theo báo cáo của bệnh viện cho chúng ta biết một cách khách quan là bệnh tình cô Diêu nghiêm trọng hơn bà má rất nhiều, cho nên bệnh viện đã ưu tiên xử lý cho cô Diêu, tuyệt đối là hợp tình hợp pháp. Bồi thẩm đoàn có vẻ đồng tình với ông lắm đó. Cô sao rồi? Cô đáng ghét đi đâu mất rồi, mới nghe điện thoại đi.
Tôi kêu anh dừng xe lại. Thưa quý tòa, bên biện hộ không còn gì để hỏi. Bên Google chưa có tin tức gì luật hết. Luật sư Nguyên Đơn, anh có thể bắt đầu chất vấn. Tôi bị xuyển nhà được không? Được không? Chuyện này đó không quản được bao lâu đâu. Tính sao đây? Nguyên Đơn, tử tài ăn nói. Hả? Thưa quý tòa, cô Diêu Mẫn cho hỏi 3 năm trước sau khi cô làm phẫu thuật tim bắt cầu có tới bệnh viện định kỳ để làm kiểm tra sức khỏe hay không vậy? Có lẽ cũng được vài ba lần. Nếu như là 2 lần tức là 1.5 năm thì làm 1 lần. Còn nếu như 3 lần tức là 1 năm sẽ làm 1 lần. Đối với một người vừa mới làm xong phẫu thuật tim cũng hợp lý lắm. Nếu tôi nói nhân chứng nhớ nhầm thì sao? Nè, trong tay của Nguyên Đơn có một phần tài liệu của bên công ty bảo hiểm. Trong đó có ghi thông tin bồi thường sau khi cô làm phẫu thuật 3 năm về trước, mỗi lần làm kiểm tra sức khỏe. Và trong 3 năm này tổng cộng có tới 8 lần. Có nghĩa là cứ cách 4.5 tháng nhân chứng làm kiểm tra sức khỏe 1 lần. Có thể do nhân chứng ở bệnh viện lâu ngày cho nên không nhớ rõ cho lắm. Cũng giống như tin đồn ở trong ngành giải trí đã từng nói, cô đã làm những cuộc phẫu thuật khác nhau, kiểm tra sức khỏe chỉ là để che mắt thôi. Phản đối. Thưa quý tòa, những gì luật sư Nguyên Đơn nói không liên quan tới vụ án. Thưa quý tòa, nó tuyệt đối có liên quan. Bởi vì trong lúc bên Nguyên Đơn tìm bệnh án của nhân chứng đã gặp khó khăn rất lớn. Bởi vì nhân chứng thường xuyên rời khỏi Hồng Kông, công bố ra ngoài thì nói cổ qua Mỹ đi tu nghiệp. Nhưng mà trên thực tế chúng tôi phát hiện ra thì ra cô đã đi Nhật và Hàn Quốc. Sau khi trở về Hồng Kông, ngoại hình và dung mạo của cô đều có không ít sự thay đổi. Cho nên, vì muốn đánh giá đầy đủ về tình trạng y tế của nhân chứng, bên Nguyên Đơn yêu cầu nhân chứng trình hết toàn bộ báo cáo y tế của cô, bao gồm những đoạn phim và hình ảnh của cô trong trường hợp công khai. Hiệp sĩ Mù à, anh gian xảo lắm đó. Cô cảm thấy luật sư đối phương không nghe được sao? Nè, hiện nay có rất nhiều trường hợp y tế đều chứng minh phẫu thuật thẩm mỹ sẽ tạo ra rủi ro về an toàn tính mạng của bệnh nhân. Những bệnh nhân tiếp nhận phẫu thuật thẩm mỹ này, còn không thì chúng ta nên gọi họ là khách hàng đi. Và những khách hàng này, họ cũng cần phải theo dõi định kỳ hay là tiếp tục làm phẫu thuật. Những hồ sơ y tế hoàn toàn không có độ minh bạch này sẽ làm cho bệnh tình của bệnh nhân càng khó phán đoán nhiều hơn nữa. Phản đối, thưa quý tòa, phản đối bên Nguyên Đơn, muốn trình như bệnh án không liên quan. Rõ ràng anh ta muốn kéo dài thời gian. Nếu cách logic của anh ta thành lập, vậy thì khác nào bệnh án của bà Mã từ lúc chào đời tới hôm nay đều phải trình tòa sao? Bốn tòa đồng ý, phản đối hữu hiệu. Luật sư Nguyên Đơn, cậu đừng ở đây dây dưa níu kéo nữa. Nhân chứng, vậy cho hỏi cô có biết ông Quách Nhất Phạm ở tập đoàn Siêu Thiên Phạm hay không? Tôi biết. Quan hệ của cô và ông ta là gì? Phản đối. Thưa quý tòa, bên Nguyên Đơn tiếp tục hỏi những câu không liên quan tới vụ án. Dựa theo niên báo hàng năm của bệnh viện, hàng năm ông Quách Nhất Phạm đều quyên góp cho bệnh viện 50 triệu. Tôi muốn nhắc nhở bộ thẩm đoàn, viện trưởng Kha Bác Diễn lại chính là chủ tịch ủy ban cấy ghép nội tạng đó. Nếu như có người yêu cầu ủy ban có sự điều động trong danh sách chờ cấy ghép nội tạng, đó sẽ là lý do thúc đẩy lớn nhất. Phản đối. Thưa quý tòa, bên Nguyên Đơn dự định chất vấn nhân chứng hay là tự mình làm chứng vậy? Phản đối hữu hiệu. Tôi chỉ muốn kiểm chứng lại mối quan hệ giữa một thương gia hàng năm quyên góp 50 triệu cho bệnh viện với lại một nữ diễn viên bị tắc nghẽn cơ tim. Ít ra ngay giây phút này chúng ta cũng biết vị thương gia đó đã đầu tư cho cô diễn viên này đóng phim, nhưng có phải có đầy đủ động cơ cướp mất trái tim của thân chủ tôi hay không? Phản đối bên Nguyên Đơn đưa ra những cáo buộc thất thiệt. Phản đối hữu hiệu. Luật sư Nguyên Đơn, vui lòng trong lúc chất vấn chú ý từ ngữ của anh. Đây là cảnh cáo cuối cùng của tôi dành cho anh. Tính làm sao đây? Luật sư Văn hở một chút là bị ổng phản đối hết trơn rồi. Tôi sẵn sàng rồi, lên cơn xuyển đi. Thưa quý tòa, bên Nguyên Đơn có chứng cứ mới chưa kịp trình tòa. Tôi muốn xin tạm hoãn phiên xử để phiên xử sau nhân chứng tiếp tục ra tòa làm chứng. Phản đối. Thưa quý tòa, luật sư Nguyên Đơn đang kéo dài thời gian, rất bất công đối với nhân chứng. Tòa án cũng nên coi trọng tình trạng sức khỏe của cô Diều Mẫn. Luật sư Văn, coi lại những câu hỏi trước đó anh đưa ra. Bốn tòa rất khó chấp nhận yêu cầu của anh. Chứng cứ đó của anh là gì? Anh cho hỏi là chứng cứ mới gì?
chứng cứ gì cô không chịu nói, còn đòi tạm hoãn. Thưa quý tòa, tôi có chứng cứ mới.